Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023. Đến dự có Đại tá Đoàn Văn Tâm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Lê Xuân Đông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, đại biểu chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa, đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu cùng tham dự. Hội thi gồm có 3 phần: giới thiệu về đơn vị, thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung tập trung phản ánh tuyên truyền những chủ trương mới trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác dân vận. Việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Quân khu, Bộ Tham mưu về tăng cường và đổi mới công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2021-2025. Theo đánh giá của ban tổ chức, phần thi giới thiệu về đơn vị, các đội đã làm rõ những nét nổi bật về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn nơi đóng quân và hoạt động dân vận của đơn vị mình bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí sôi nổi. Trong phần thi kiến thức và xử trí tình huống, các đội đều nắm chắc kiến thức cơ bản về công tác dân vận của Đảng, quân đội, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn và định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, phong thái trả lời tự tin, đúng trọng tâm, trọng điểm. Hội thi là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, từ đó vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị.